xin trân trọng gửi đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc xe gia đình 7 chỗ của Toyota đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Fortuner V 2.7 máy xăng số tự động 2 cầu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh chuẩn 11 vạn km rồi ạ. Thưa với quý vị và các bạn, những chiếc xe 7 chỗ như thế này trên thị trường bán thì rất là nhiều, nhưng để tìm được một chiếc xe mà đẹp, chạy ít, lại mới, không phải sửa chữa gì nhiều thì là không phải là nhiều đâu quý vị và các bạn ạ. Trên thị trường nhiều xe nhưng không phải là xe nào cũng đẹp đâu ạ. Tại sao tôi lại nói là trên thị trường nhiều xe mà lại không có nhiều xe đẹp? Vì sao ạ? Vì thưa với quý vị và các bạn, ở những cái phân khúc xe khác thì tôi không nói, nhưng những chiếc xe phân khúc Fortuner 7 chỗ như những chiếc xe này đây thì phần lớn đến 80-90% là những chiếc xe chạy dịch vụ ạ, chạy công ty, chạy dịch vụ. Những chiếc xe mà gia đình thì nó rất là ít ạ. Và chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội rồi quý vị các bạn nhé. Và biển số thì rất là đẹp ạ, biển kép ạ. Đấy, hôm trước thì tôi cũng đã quay và giới thiệu lên cho quý vị và các bạn ngay từ lúc mà hôm chúng tôi mới mua rồi. Mới mua về thì là đây, tôi lại quay lại cho quý vị các bạn cùng xem thôi. Tôi hôm nay chỉ có rửa sạch, dọn dẹp, rửa sạch sẽ đi thôi. Chứ còn những cái vết xước nhỏ nhẹ như thế này thì nó vẫn còn đấy ạ. Vì là nếu như xước nhỏ thì là tôi không sơn ạ, tôi để cho nó nguyên bản ạ. Đấy, đây là cái phần xước sát nhỏ nhẹ của xe thôi. Những cái phần đấy là không quan trọng lắm. Nếu như đâm đụng hay va chạm gì nặng thì chúng ta mới phải để ý nhiều đến thôi. Chứ còn những cái vết xước sát nhỏ nhẹ đây, ví dụ như những chiếc vết xước này ạ, thì là tôi có thể bỏ qua để nguyên ạ, cho nó nguyên bản ạ. Vì những cái cốp này là chưa sơn đâu ạ, sơn nguyên bản, xuyên sơn zin của xe đấy ạ. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này nó rất là đẹp và nó chạy rất là ít ạ. Tôi sẽ chứng minh cho quý vị và các bạn được là nó đẹp và nó chạy ít thì như thế nào ạ. Đây, đầu tiên thì quý vị và các bạn nhìn đây ạ. Nhìn về cái phần ba đợt sốc trước thì là xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi này, đèn gầm này. Đây là cái cụm đèn pha của xe và đèn pha nó còn rất là mới, sáng trong như thế này đây quý vị các bạn ạ. Chạy ít thì nó mới được đẹp và sáng trong như thế này ạ. Nếu như chạy nhiều thì nó sẽ bị ố, bẩn. Đấy, dưới là đã có đèn gầm rồi. Đầy đủ hết cả rồi ạ. Đấy, và cái phần khung gầm. Khung gầm thì đây tôi cũng quay cho quý vị các bạn cùng xem luôn. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp rồi. Đấy, dọn dẹp rồi, nó rất là sạch sẽ. Tất cả đều rất là sạch sẽ đây, khung gầm đây. Đấy, dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này sản xuất năm 2009 và cái dàn lốp thứ hai đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, cái dàn lốp thứ hai chủ xe thay cả một dàn lốp. Dàn lốp thứ hai là thay từ năm 2016 ạ. Đây mà nó còn dày như thế này. Đấy, từ 2016 mà dày như thế này thì quý vị và các bạn biết được luôn nó chạy ít hay chạy nhiều rồi ạ. Đấy là cái điều mà tôi muốn chứng minh cho quý vị và các bạn xem là nó chạy ít hay chạy nhiều đấy ạ. Đấy, đấy là cái về cái phần dàn lốp nha. Đây quý vị các bạn xem luôn. Lốp toàn là lốp 2016 mà chủ xe thay đây ạ. Cả một cái dàn lốp này chủ xe thay là 2016 mà nó còn dày như này này, còn mới như thế này. Thì điều này chứng tỏ là chạy rất là ít đấy ạ. Đây, rất là dày. Cả một dàn lốp quý vị các bạn nhé, đều 2016 này. Đấy, cả một dàn lốp đều 2016 mà còn đẹp như thế này thì chứng tỏ là chiếc xe này chạy quá ít đấy ạ. Và cái lốp sơ cua đây, thưa với quý vị bạn, lốp sơ cua còn rất là mới ạ. À, đây là cái lốp sơ cua nhá, còn rất là mới ạ. Và cái phần gầm đây, quý vị bạn thấy chưa? Gầm rất là mới, rất là đẹp ạ. Chúng tôi mới dọn dẹp lau đi thôi nhá, chứ không phải sơn đâu nhá. Những cái phần gầm này nhiều người xem video có khi nhiều người không biết này, bảo là sơn gầm. Cái gầm này thì không ai sơn cả, chỉ có dọn dẹp sạch sẽ, đẹp đẽ đi thôi ạ, chứ không ai sơn cả. Và cái phần sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất đã nào. Chiếc xe này thì tôi không phải giới thiệu nhiều về keo chỉ cho quý vị các bạn đâu. Tôi cam kết luôn là keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ nguyên bản hết, ốc, tất cả các ốc còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần hubby cánh cửa này. Phần nội thất này. Đấy, đây là xe cũng đã được trang bị là ghế da và ghế chỉnh điện quý vị các bạn nhé. Ghế lái chỉnh điện này. Đây là cái phiên bản 2 cầu, có cả khóa vi sai này. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Cần số này, cần cài cầu đây ạ. Hai cầu này nó có cái cần cầu đây ạ. Và đồng hồ công tơ mét là chiếc xe lăn bánh chuẩn là 11 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Đồng hồ này tôi cam kết là tôi không tua. Đấy, còn nguyên bản hết ạ. Và nội thất rất là đẹp đây. Từ trần này cho đến phần ghế da này, phần tắp bi cửa thì quý vị các bạn thấy được rồi, nó rất là mới luôn đấy ạ.
phần sơn ở bên ngoài nếu như xước sát thì có thể là sơn lại được như mới, nhưng mà cái phần nội thất thì không ai có thể làm lại được như mới đâu quý vị và bạn, vì nó đều như thế này đấy ạ, không ai đi thay hết cả những cái phần nhựa này cả. Ghế da đây ạ, ghế da còn nguyên bản ạ. Nếu chạy nhiều hay chạy ít thì là những cái ghế này nhiều cái còn phải rách ra rồi cơ. Đấy, rất là đẹp. Và đây là cái phần nội thất phía sau cũng còn rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị các bạn thấy những cái xe phiên bản 7 chỗ này thì bao giờ cũng rất là rộng rãi, rất là rộng rãi luôn. Và option thì tương đối là nhiều rồi. Đây, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn ạ. Bước lên cái xe 7 chỗ ngồi ở cái khoang đằng sau này rộng rãi thoải mái quá quý vị và các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị đầu DVD đấy nhá. Đây là cái đầu DVD này, điều hòa tự động này, vô lăng khâu ra tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, đồng hồ công tơ mét này, điều hòa tự động cảm biến lùi này, đã có cảm biến lùi rồi này, cần số tự động này, cần cầu này. Và chủ xe đã lắp lên cái cam hành trình ở trên đây này, đằng sau cái gương này là cái cam hành trình quý vị các bạn nhé, cam hành trình và có bộ thu ở đây. Đây là cái bộ cam này, nó khác với những cái bộ cam khác mà quý vị và các bạn xem ở trên thị trường nhé. Tại vì cái bộ cam này là bộ cam Nhật xịn đấy, của Nhật xịn, cho nên là nó có cái bộ thu thẻ nhớ ở dưới, còn cam ở trên mỗi cái cam bé tí ở trên luôn này, nó rất là gọn. Đây là cái phần đầu chia cắm USB ổ sạc điện mà chủ xe đã lắp thêm đấy. Tablo này rất là đẹp luôn, tất cả những cái phần nhựa này đều rất là đẹp, rất là mới ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là mới luôn. Đấy, phải nói là chiếc xe từ 2009 11 năm sử dụng rồi mà nó còn đẹp như thế này, còn mới như thế này thì trên thị trường không có nhiều đâu quý vị và các bạn ạ. Rất nhiều xe nhưng mà để kiếm được cái xe đẹp thì không có nhiều đâu ạ. Tôi làm xe trong nghề cũng nhiều năm rồi, cho nên là để kiếm được những xe nào đẹp là cũng khó lắm, không phải dễ đâu ạ. Đây là cái cụm đèn sau. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi đủ hết rồi quý vị các bạn nhé. Đây là đằng sau là có cảm biến lùi, cảm biến này là cảm biến nguyên bản theo xe đấy ạ. Camera lùi này, phiên bản V, Fortuner V, phiên bản V tức là số tự động, 2.7 máy xăng, số tự động. Đấy. Đây là cái phần cốp sau. Cốp sau thì đây, tất cả về cái phần ốc cốp sau này, keo chỉ này, răng này, tất cả đều rất là đẹp, rất là mới luôn. Nội thất, những chiếc xe 7 chỗ thì đằng sau nó rất là rộng quý vị các bạn ạ. Nếu như chúng ta mà không ngồi đủ 7 chỗ thì chúng ta gấp ghế lên để đồ thì là cái khoang chứa đồ rất là nhiều. Rất nhiều người không có nhu cầu đi xe 7 chỗ đâu, chỉ cần 5 chỗ là đủ rồi, nhưng vẫn mua xe to để chở được đồ nhiều. Và cái phần trần đây thì quý vị các bạn thấy đây, trần rất là sạch này, rất là đẹp luôn. Nếu như những chiếc xe mà chạy dịch vụ ấy là thường là những cái trần rất là bẩn, rất là xấu, vì cái trần này là không làm sạch được quý vị các bạn ạ. Trần này không thể đánh lên nó sạch sẽ được đâu, nó đã làm bẩn rồi là không thể làm sạch lại được ạ. Đây là cái táp bi cửa sau bên phụ ạ. Đấy, đây là cái táp bi cửa sau bên phụ này, cũng rất là mới này, keo chỉ còn nguyên bản hết đấy. Cái này là tôi cam kết luôn rồi ạ, không đâm đụng, không ngập nước. Đây là cái phần táp bi cửa. Đây là cái táp bi cửa trước bên phụ, tất cả cũng còn nguyên bản, rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất là mới này, từ táp lô đến táp bi, ghế, má ghế này. Quý vị và các bạn đi xem xe mà chạy nhiều hay chạy ít thì chúng ta nhìn cái má ghế này cũng có thể biết nha. Nếu làm lại rồi thì là nó chạy quá nhiều, nó rách rồi mới phải làm lại, còn nó nguyên bản như này này là chạy ít đấy ạ. Đấy, đây là cái bộ phận mà chủ xe lắp thêm vào cái đầu thu của camera đây ạ. Đây là cái camera hành trình đây này, camera hành trình, và nó thu vào cái đầu thu của nó ở dưới đây, có cả thẻ nhớ ở dưới cái đầu thu này ạ. Đấy, rất là đẹp, tất cả còn rất là mới.
Và đây là cái tem của nhà sản xuất quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009 này. Đấy. Sản xuất năm 2009, sản xuất tại công ty Toyota Việt Nam. Đấy, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn đấy ạ. Rất là đẹp, rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Đây là cái phiên bản 2.7 máy xăng. Fortuner nó có rất nhiều loại từ máy xăng cho đến máy dầu. Thì đây là phiên bản máy xăng quý vị và các bạn ạ. Đầu tiên thì mời quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo đã này. Keo chỉ cabo này. Xem nó còn nguyên vậy. Ốc còn nguyên bản hết đấy quý vị và các bạn ạ. Ốc cabo này, ốc xương đầu này đều là còn nguyên bản hết ạ. Động cơ đây, quý vị và các bạn, tôi đang nổ máy đây ạ, nhưng mà nghe tiếng rất là êm vì nó là máy xăng. Máy dầu thì nó sẽ nổ to hơn. Máy xăng này rất là êm ạ. Rất là đẹp luôn. Động cơ này tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Hôm trước mua về nó cũng hơi bẩn một chút ạ. Chỉ có bẩn thôi chứ còn là nó còn nguyên hết đấy quý vị và các bạn ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe gia đình Toyota Fortuner 2009 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 475 triệu đồng. Và chiếc xe này thì không còn được hỗ trợ trả góp nữa quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Fortuner 2.7 máy xăng số tự động 2 cầu này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.